mới được mấy chục năm nay. Tuy nhiên là cái kinh nghiệm thì cũng chưa có gì là so với các cụ là đáng kể. Nhưng hôm nay là mùng 8 Tết cũng là rất là may đó cho tôi, là đúng là từ hôm qua đều là tôi được rất nhiều bạn nam đến chúc mừng Tết. Thế giờ đặc biệt hôm nay là có các ông các bác đến chơi là muốn tìm hiểu về, trước là tìm hiểu cây đại hoàng cánh thủy tiên. Thế hôm nay là ông các bác lại muốn hỏi về hoàng vũ. Tôi thì thật ra mà nói là trong cái kinh nghiệm của tôi thì tôi được nghe một số các cụ truyền bá, và tôi được dùng cái từ là học lỏm được. Thế thì qua cái học lỏm đó thì tôi cũng thấy được có trong cái hoàng vũ thật ra là nó có những có cái giá trị riêng của nó. Thế còn lịch sử hoàng vũ thì tôi là người sinh ra và lớn lên thì không được biết nguồn gốc từ đâu. Nhưng cây đao hoàng vũ mà như chúng tôi chơi thì chúng tôi được xem và thấy được trong nam hoàng vũ là có rất nhiều những thứ khác nhau. Thế nhưng mà sau khi chơi thì tích góp những cái kinh nghiệm thì chúng tôi mới thấy được là cây đao hoàng vũ nó có một cái giá trị riêng. Nhưng mà nó có cái khác của một số các loại lan khác, trong các loại đĩa lan khác. Nhưng mà mình phải nói khẳng định với nhau là cây lan hoàng vũ là cây lan truyền thống, chứ không phải cây lan rừng đột biến, nó không giống cái cây lan đại hoàng được. Hai cái này giá trị nó bị khác nhau, và chính từ cái khác nhau đó thì hai cái giá trị về đồng tiền cũng giá trị để người chơi là nó nằm ở hai góc nhìn khác nhau, chứ không phải rằng là nó cùng là một địa loại đĩa lan, thế nhưng mà mỗi thứ nó cùng một giá trị. Tôi không dám nói rằng cái gì hơn cái gì kém, nhưng mà đại loại trong tất cả những người chơi thì thường là nếu mà người chơi có tính mà tinh hoa thì thường người ta muốn dùng cả cái cổ và lẫn cái kim, tức là cái mỡ, cho nên là nó làm cho người chơi nan có sự say đắm hơn, rồi thậm chí họ cảm thấy nó đi vào lòng người, nó có sự ấm áp trong tinh thần và quyến rũ trong bản sắc dân tộc. Đó là cái mà tôi hiểu biết về nan. Nhưng hôm nay thì thật ra mà nói là ông các bác đến đây hỏi tôi biết đến đâu tôi nói đến đó. Tôi không phải là nhà giáo sư hay là tôi là những người trình độ gì nó ghê gớm, mà bằng những cái năm tháng tôi chơi và tôi được học hỏi, được tìm hiểu, cộng với được các cụ truyền bá lại, thì tôi sẽ hôm nay thì các bà hỏi về cái hoàng vũ thì tôi mới có thời gian. Hôm nay là đầu xuân, thế năm nay cũng rất ngẫu nhiên là gia đình thì có chỗ hoàng vũ chơi. Nhưng mà trong khi đó thì chính xác là thông thường ấy thì mọi năm là nó nở vào Tết, nhưng riêng năm nay thì cả giới chơi nam đều phải thừa nhận là, tôi tạm nói là do thời tiết mà mọi người đều công nhận. Thế nhưng năm nay thì nhà tôi để chậu hoàng vũ lại có hoa. Còn như kể cả là mặc biên như hôm nay là các bạn đến đây thì hôm nay mới nở được, nếu mà tính nở thì vừa nở thứ kia, thế là hôm mùng 5. Thế hôm nay là mùng 8 rồi thì mới nở mấy hôm. Thế còn cây hoàng vũ tôi là chiều 30 Tết đó nó nở. Tôi tạm nói rằng là đây cũng là một gọi là một thú chơi mà nó như kiểu là về duy tâm thì tôi gọi tôi được lộc. Chứ còn ngay đại hoàng của tôi đấy, tưởng rằng là kịp Tết nhưng cũng vẫn không kịp. Năm nay không biết do thời tiết kiểu gì. Đây là chân thật nói với ông các bác. Thế nhưng mà bạn bè tôi lại có người được chơi đang đại hoàng nở hoa Tết. Đó mới là cái mà thật ra mình còn phải học hỏi nhiều. Khả năng là do địa bàn kê, rồi khả năng là do sự tưới tọc, khả năng là do gọi chung là chăm sóc. Hoặc là do ánh sáng cái chỗ nào đó nó hợp với nó thì mình không phải nhà khoa học, cho mình không thể tìm hiểu được kỹ về cái chuyện này. Thế năm nay nhà tôi thì được có mỗi chậu hoàng vũ có hoa chơi Tết thôi. Còn như mặt miền cổ đây là mọi khi là lúc Tết là năm nay cũng bị chậm hơn 3 ngày, 3-4 ngày. Thế cho nên là đặc biệt cái đại hoàng thì quả tổ nhà tôi là bạc ngà, cho nên là những cái bông to thì mình nghĩ là năm nay những bông dài bẻ cho nó khỏe cây. Nghĩ là những bông ngắn thì mọi khi nó kịp, nhưng năm nay những bông ngắn không kịp, lẽ ra cứ để những bông dài thì là được chơi. Đấy, cho nên là mình cho là cũng là may là hắn còn được chậu hoàng vũ là có hoa đúng Tết. Thế mà cái hoàng vũ này của nhà tôi thì nói thật với các bác là đây theo chúng tôi được chơi và xác định là đây là hoàng vũ cổ. Đặc biệt của hoàng vũ cổ nó như thế nào đó thì lát nữa không các bác sẽ tôi chỉ cho các bác xem từng việc của nó. Tại sao mà tôi được nghe thấy mọi người nói là thế nào là cổ, thế thì không các bác mới thấy được ở để anh em chúng mình chơi rồi các bác chơi được dễ phân biệt.
rồi chọn được cái thứ mà mình thích, mình thích và theo sở thích cũng như là sự đam mê đi. Đấy, cho nên là trong cái chơi lan này nó có những cái đặc thù về về cái cây cái hoàng vũ này. Mới đầu thì tôi chơi lan rừng nó quen, sau khi tôi tìm hiểu về hoàng vũ rồi tôi cũng mua, tôi cũng nhân rộng và cũng theo dõi để xem nó thế nào. Nhưng quả đáng tội là cây đoan hoàng vũ nó có một cái đặc trưng riêng đó. Thế thì trong cái đặc trưng riêng ấy thì bản thân cây đoan hoàng vũ ở ngay nó là hoa thì nó có một nó có nó thường là nó múa, như các cụ gọi là nó múa. Nhưng khi bọn tôi chơi thì bọn tôi cứ gọi là nó theo cái ánh sáng. Thế là ví dụ buổi sáng là mặt trời từ hướng đông là khi cái bông hoa nó quay về hướng đông, nếu để nguyên vị trí cái chậu không xoay gì cả. Nhưng đến khi mà tầm chiều mà nó mặt trời bắt đầu tà thì bắt đầu nó xoay quay lại hướng tây, thì sau đó mình mới tìm hiểu hóa ra là chữ vũ là chữ múa, chứ không phải chữ vũ này là chữ chữ nước chữ mưa, mà chữ vũ là chữ múa. Thế thì như kiểu là các cụ gọi là như kiểu là cô tiên múa, cho nên là múa theo cái chiều của không gian và nói lên cái lịch sử của thời gian, cho nên người ta gọi là hoàng vũ. Nghe các cụ nói thì cũng có lý, mà mình cũng phải nên trân trọng cái ý kiến của các cụ. Đây là những cái của nó cũng bộc lộ ra cái quý của cây hoàng vũ. Nó quý là đấy, bởi cái thời gian nó như thế nên người ta chứng minh được, và các cụ nhà mình đã đặt được cái tên như thế là nó phù hợp với cả bản năng của cây hoàng vũ, và nó thể hiện được cả cái chức năng của đời hoa của nó, và nó đã khoe được cái sắc hương của nó. Thì vậy thì chứng tỏ các cụ nhà mình là những người rất đáng để trân trọng, và mình là những người con cháu của thế hệ sau lên tiếp bước cha ông và lên hoàn tất thêm một chút nữa về độ tinh hoa. Vậy thì cũng đề nghị các ông bác là lên vừa chơi vừa xem nhưng vừa tìm hiểu, và thậm chí có thể xây dựng để cho cây đoan hoàng vũ nó có giá trị thêm, tô điểm cho nó được bền vững hơn, nó như là một di sản. Và nếu như mình quý nó thì tự nhiên nó quý mình. Nói nôm na là tôi tạm nói rằng tức là mình yêu nó thì nó sẽ sống rộng độc với mình, rồi nó thân thuộc với mình, và nó như một người bạn đời với mình. Thì đấy là một cách chơi người chơi nào. Mà những người chơi đan có chiều sâu thì thường là các cụ không cứ để ý xem là tôi nói là không thừa đâu, mà tôi được nghe lại các cụ truyền đạt lại là rất có những cái lý tưởng rất có chiều sâu trong nan hoàng vũ. Chứ đừng nghĩ rằng là có thể có người bảo là tôi không thèm chơi hoàng vũ, nhưng không phải đâu. Người ta chơi nan là người ta tìm cái tinh hoa của từng loại nan, cũng như trong một cái trường đại học cùng học một lớp, cùng có một giáo án như nhau, nhưng tại sao sinh ra những thầy giáo gọi là cực kỳ là giỏi, rồi có những người làm giảng viên hết trường nọ, chứ có người thì để thậm chí là không có công an việc làm. Vậy thì muốn nói là cái độ tinh hoa để chọn ra được cái quý đó, nên là tại sao cái câu nói phổ thông của các cụ nói là bó đũa chọn lên cột cờ nó là như thế này. Vậy thì mỗi bó đũa đều có một cái riêng của bó đũa, chứ chưa chắc bó đũa nào đã là bó đũa đẹp. Bó trong một bó đũa có bó đũa đẹp, có bó con bông đôi đẹp, có đôi xấu, chứ không phải là đà bó đũa thì bó nào cũng giống bó nào đâu. Đấy, mình phải nói khách quan. Vậy thì trong một bông hoa thì bông nào cũng đẹp, và cái đẹp riêng của từng bông khác nhau. Vậy thì mình mà yêu nó thì mình tìm hiểu cái đẹp nó ở chỗ nào. Cho nên là tôi xin lỗi các cụ công nhé, ví dụ như là thép mới viết về bài cây tre mà tôi nhớ bài. Tôi thì trình độ nó thấp, thế nhưng mà ngày xưa tôi học thì còn nước còn phổ thông hơn. Những cái mà nó hơi tâm đắc với ý mình thì tôi hay nhớ. Ví dụ như thép mới nói là cây nào cũng đẹp, cây nào cũng quý, và nhưng thân thuộc nhất vẫn là tre nữa. Câu đó tôi tâm đắc. Vậy thì khi mình chơi nan mình thấy được cái tâm đắc đó, nó gắn liền với từng loại nan, từng cây nan khác nhau. Thế còn là nói về cây nan hoàng vũ thì chúng ta phải ngoài cái việc tôi nói về cái độ hương sắc đặc trưng, thế nhưng mà hiện nay trên thị trường thì rất nhiều giống. Thế mà tôi được đi dự một số những cái hội lan thì các cũng đồng nam có các cụ, các ông, các bác trẻ đều có, già có, nữ có, nam có. Nhưng có những người ta mới nói là ví dụ là lan hoàng vũ này là lan hoàng vũ Hải Phòng, rồi
Lan Hoàng Vũ này là Lan Hoàng Vũ của Hà Nội. Thế thì mới đầu thì tôi không, không tìm hiểu về lý do gì mà tại sao họ phân biệt được của Hải Phòng và Hà Nội. Sau khi đưa vào để mà tìm tòi rồi học hỏi, thấy được ở mình cũng dễ biết, dễ phân biệt được thế nào là Hoàng Vũ Hải Phòng và thế nào là Hoàng Vũ Hà Nội. Đấy là cái nó có cái đặc đẹp riêng của từng loại. Tất nhiên hàng Hoàng Vũ Hải Phòng cũng đẹp cũng quý, Hoàng Vũ Hà Nội cũng đẹp cũng quý. Cho nên là mình biết phân biệt cái đẹp cái quý của từng loại thì mình mới thấy được là thấm nhuần với từng cái tinh hoa của từng bông hoa. Chứ còn nếu như cứ bảo là có nhiều người bảo là cây bông lan Hoàng Vũ là nó chỉ đẹp có thể lý do lọ, nhưng mà nếu tìm hiểu sâu thêm thì nó có một cái đặc trưng riêng của nó, cũng không kém gì các loại lan quý bây giờ. Nhưng chỉ vì này, chỉ vì và trên thị trường là thứ nhất là nhiều giống Hoàng Vũ, thứ hai là người ta chưa tìm hiểu kỹ về cây Hoàng Vũ lắm, dẫn đến là để cho cái con người chơi gọi là cái tôi cứ gọi tắt là sân chơi, là có một số gọi là tác phẩm tác giả khi chơi lan thì cứ nghĩ rằng là thấy ví nhà tôi thiếu cái cây này tôi mua giống này. Thế nhưng mà sau khi tìm hiểu mới thấy được là vì người ta muốn tìm hiểu để người ta so sánh, cũng như tôi thôi, là tôi phải so sánh xong tôi chọn ra, tôi thấy là à cái gì đẹp hơn cái gì, hoặc là mình là còn là ý thích của mình này. Có thể có người chỉ thích cái Hoàng Vũ Hải Phòng thôi, nhưng có người bảo tôi chỉ thích Hoàng Vũ Hà Nội thôi. Vậy thì cái đó cũng là một cái tinh hoa của từng người. Cái đó tôi không dám phê bình ai mà không dám chê ai cả, đều là ý tốt hết. Bởi vì tôi định nghĩa cuối cùng là tôi định nghĩa là như này: cái gì mình cảm thông, cảm thấy bằng lòng với mình và mình sẵn có trong tâm hồn của mình thì cái đó là niềm vui lớn nhất của mình. Chứ không hẳn là mình đứng đứng đó ngóng với kia. Đấy, đó là các cục cơm này. Chơi nan nó có cái tinh hoa gì mà đặc thù nữa là trong chơi nan, nếu theo quan niệm của tôi, thứ nhất là tấm lòng chơi nan cũng vậy rồi, nhưng mà còn thêm một cái ẩn hiện nữa là không nên nói xấu bất kỳ cái gì trong nan hoặc trong tâm hồn con người khác. Cái đó cũng là một cái cách chơi đấy. Bởi vì mình có ý tưởng nói có khi là bình luận không đúng, người ta cho mình nói xấu thì cũng là thành buồn cười. Cho nên là đặc thù của người chơi nan mà nghĩ sâu, cũng như tôi nói về bông nan thì con người cũng như thế. Cho nên nhiều người hỏi tôi là tôi bảo cái này tôi chịu không bình luận được, bởi vì có thể người ta thích là do người ta, còn cái bằng lòng ý của người ta là niềm vui lớn nhất của người ta, cũng như mình bằng lòng với cái của mình. Nhiều ông lại cứ bảo là tôi thích nhưng mà ông kia ông gạt chẳng hạn, cái việc ông gạt là việc ông, mình thích mình cứ mua hoặc là mình cứ chơi, mình cứ tìm hiểu và mình bằng lòng với mình. Còn tất nhiên bây giờ nó cái gọi là cái chân chơi này nó như kiểu là làm dâu trong họ. Bây giờ ông khen là đẹp, ông kia bảo xấu thì cái đó nó rất khó. Tôi thì tôi bảo là cây nào đẹp và nó đẹp như thế nào đấy, tùy từng nhận biết của từng người. Cũng y xì cái câu tôi nói là thêm mới nói là cây nào cũng đẹp, cây nào cũng quý. Cho nên đó cũng là một cách nhìn của từng góc. Còn trong bình luận thì các cụ ông bác còn lại thì có những giáo sư sử học, rồi có những nhà nghiên cứu gọi là dùng cái từ lắm cho dễ hiểu, tôi thì không giỏi lắm, nhưng mà cứ gọi là như kiểu là đẳng cấp, như là cái đẳng cấp của ông cụ hoặc là của cái bác nào đó cũng là một đẳng cấp. Nhưng mà cái sự tìm hiểu thì mỗi người có một đẳng cấp riêng và mỗi người có một cách nhìn riêng, mỗi người có một ý thích riêng, nó sâu xa lắm. Nhưng đúc kết cuối cùng nhá, thì tôi nói thế này: chơi lan là thứ nhất là thú tạo nhạc, thứ hai là cho hương thơm tự nhiên của đời, nó cho mình thưởng thức những cái mà nhiều người mà không phải là người trong giới chơi nào không được chiêm ngưỡng, không được thưởng thức mà không được thấy tâm hồn trong bông nan. Thậm chí mình dùng cái từ phóng đại ra là nan nó cũng có trái tim của nó đấy. Nó cũng ai yêu nó là nó yêu lại một người. Có người thậm chí là người xa không thấy thơm nữa, nhưng mà tôi chỉ cần đi qua là tôi phản thấy mùi thơm ngay, tôi mới nghe là ở đây có một bông nan thực thể. Thế là tôi tạm nói câu là vì mình mết đó thì nó cho mình hưởng. Còn cái ông không mết nó thì có khi bỏ không ngửi thấy gì, không phải đâu. Nhưng mà đấy là mình định nghĩa cái chung của người này, thấy cái độ say của người chơi nan. Cho nên có những người ta gọi là say xưa, người ta vào nhà tôi người ta
chưa nhìn cây người ta đi qua người ta ngơ ngác, người ta bảo tôi là nhà bác có cái mùi gì lạ lạ thơm thế, thế tôi chỏ ra người ta tại sao lại thơm như thế mà thơm cảm thấy nó thích thú thế. Thế tôi mới cười, tôi bảo tức là như thế là bạn đã có trong tâm hồn bạn rất là người biết hiểu biết về cây lan, có thể bác cảm nhận ở mức nào đó nhưng thực sự là bác là người đã cảm nhận được cái hương thơm của lan. Thế là sau đó người ta ra ngửi nhau, người ta thấy là ủi dụ, đúng hoa đà có mỗi bông mà nó được gốc thì nó thường vừa thơm gốc thế đấy là một cái. Nhưng có người dí sát mũi vào bảo là tôi chả thấy người thấy mùi gì, cho nên là cái này thì rất là cũng là một điều khó. Có người đổ tội cho là hay nào hôm nay mũi tôi điếc chẳng hạn, nhưng thực ra là tôi tạm nói là đây là cảm nhận. Chứ còn như tôi ngồi trên bất kỳ chỗ nào có một hương vị lan, kể cả một bông lở, tôi bảo dứt khoát nhà này có bông nào hoa lan lan được. Không gần đây thì sẽ xa một chút nhưng nó phải có ở đây, quanh đây. Đúng quả nhiên ra đúng nhà tôi có một chỗ lan. Đấy. Nó cảm hứng và cái cảm nhận nó hưng phấn thế nào, thoáng qua bên này. Thế còn là bây giờ như các ông các bác vào đến đây chơi ở đầu xuân mới, trước tiên là cho tôi là văn cáo, chữ văn cáo. Xin gửi lời trước là kính chúc các cụ, các ông, các bác, những ai thích chơi lan đều có tâm huyết để chơi lan. Thế còn tất nhiên tôi nói hơi đùa một tí là cho tôi gửi lời chúc toàn thể các cụ công bác đều mạnh khỏe, gia đình an khang thịnh vượng, mà cầu được ông thấy làm gì được ấy, mọi người đều thành công trong nhiều lĩnh vực. Tôi nói thế là các cụ công như thế có thể là hơi rộng, vì lĩnh vực thì có thể ông đi đại học thì các chú này trẻ này đi đại học thì lĩnh vực đỗ đại học, các cụ già thì lĩnh vực là chăm sóc các con các cháu được đến nơi chốn mà gọi là nuôi con khỏe, dạy các cháu ngoan, thì các cụ sẽ trở thành những người gọi là như kiểu những bông hoa thơm để cho các con các cháu nó nối tiếp. Rồi có thể những người đã làm kỹ sư cũng thành công trong việc kỹ sư, chứ không nhất thiết là người chơi nan. Còn đặc biệt nếu là người chơi nan thì thành công luôn cả trong việc chơi nan. Đấy, cho nên là cũng nhân đây thì cũng cảm ơn các cụ, các ông, các bác, rồi kể cả các cháu trong học hành, các cháu cố gắng làm sao loan gương các cụ, rồi có thể nếu mà sau khi lớn lên mà công tác ngon lành mà thích về nan thì một là tìm hiểu qua các cụ, rồi có thể tìm hiểu qua cả tôi, sau đó là để chơi rồi lớp trẻ lớp già cứ kế kiệm nhau, nó làm cho sân chơi càng rộng lên, càng lành mạnh lên, rồi càng trong sáng lên, thì tự nhiên cái nền tảng của các cụ để lại là chúng ta đang ghi nhận và chắp cánh để cho cái việc chơi lan của gia đình nhà tôi nói riêng, hoặc là của các cụ các ông các bà nói chung trong thị trường đều thấy là đây là một sân chơi trong sáng và lành mạnh.